Em chào tất cả các bác ạ. Nhà bên em bao ship đơn hàng từ 200.000. Địa lan thì nhà em vẫn còn có ô tử thúy này, hoàng kim bảo này. Ô tử thúy thì 280 một chậu. Bao ship các bạn, chậu thì nó có khá là nhiều thân. Đấy, còn hoàng kim bảo thì là 230. Bây giờ thì nó cũng đang nở hoa hết rồi các bạn. Về các bác trồng sang chậu mới và trồng cho hoa năm sau thôi. Về mình có thể cắt ngồng hoa đi và để dưỡng cây cho cây lên. Hoàng kim bảo so với ô tử thúy thì nó khác nhau các bạn, nó khác nhau. Hoa của ô tử thúy thì xanh hơn này, sai bông hơn và bông nó có phần là nhỏ hơn. Còn hoàng kim bảo thì bông nó vàng hơn, cần hoa cao hơn lá và cái bông của nó to hơn. Đấy. Hoàng kim bảo có 230 thôi, còn ô tử thúy là 280. Đấy, địa lan thì em còn có hai loại này các bạn. Cái này các bác trồng lại sang năm chơi hoa. Tại vì hoa nó nở vào dịp Tết ấy, hoa lại rất là thơm các bạn. Nói chung là tất cả những cái dòng địa lan thì hoa đều rất là thơm. Đấy là địa lan ạ. Còn về vật tư thì phân thuốc này, chậu móc thì nhà em vẫn có đầy đủ các bạn. Đây chậu hôm nay thì em có thêm cái đạm cá này. Đây là đạm cá Phú Hào. Một lọ như thế này là 250ml là 50.000 các bạn. Đấy. 250ml cái này là nó là đạm cá cô đặc các bạn, về các bác pha nước tưới. Cái đạm cá này dùng rất là an toàn các bạn. Em nhớ là năm ngoái năm kia ấy, cái em có phun cho THO lúc đầu nó cũng chả lên được đâu, không là nó bé tí bằng này này. Xong là em chỉ phun đạm cá thôi, nó lên rất là tốt và nó làm cây nó hồi rất là nhanh. Ngoài ra những cái dòng phân thuốc khác thì em vẫn có đầy đủ các bạn này. Siêu lân xanh, cái này là 4.000 một gói, gói của nó là 15g. Cambi Nhật, cái này phân bón lá trung vi lượng, cái này thì là 20.000 một gói, gói của nó là 40g. Cái Cambi Nhật này thì phun cho cây trồng, cho hoa lan. Cho hoa lan thì các bác phun được 3 tiếng thì mình có thể rửa lại bằng nước sạch đi ạ. Kích hoa thái 35.000. Hàng Alpha Omega này thì em có hai loại các bạn, một là kích hoa, một là mầm. Đây đều là 35.000 các bạn, có hai loại. Đấy, cái này là kích hoa này, 35.000 một lọ này. Cái này lọ này Alpha Omega loại này cũng là 35.000. Cái này chắc là dùng cho mùa xuân các bạn nhìn này. Đó. Hàng của Thái thì các bác yên tâm rồi, chất lượng của nó thì đảm bảo luôn. Chất lượng của nó rất là tốt ấy. Bên Thái thì trồng hoa rất là nhiều. Còn cái B1 ạ, B1 thì nhà em có B1 Thái này. Lọ 100ml 25.000, lọ 500ml 85.000, lọ 1 lít là 140. Mình càng mua lọ to thì giá cả của nó càng rẻ các bạn. Super Thai, cái này là hàng không phải hàng chiết ạ, cái này là hàng nguyên đai luôn. Hàng Super Thai này là 120.000, lọ của nó là 60ml. Super Thai nó là hormone tăng trưởng các bạn. Antonic là kích thích sinh trưởng này. Cái này thì là 80.000, 100ml. Nhà em chỉ có lọ thôi. Lọ các bác dùng lọ thì nó dễ bảo quản hơn các bạn. Mình dùng bao nhiêu mình rót bấy nhiêu, mình vặn nắp vào thì lại tốt. Còn cái túi thì nó mình mà dùng không hết ấy thì mình khó để bảo quản lắm. Xử lý giá thể thì em có Chichoderma. Chichoderma thì gói 1 cân là 40.000 ạ. Ngoài ra thì còn Bencona này, diệt rong rêu, vi khuẩn, nấm mốc rong rêu. Cái này là 25.000 các bạn. Bencona này thì đặc biệt là diệt cái rong rêu bám trên lá ấy, rất là hiệu quả luôn. Cái phân này nó là phân NT HK1, nó là dạng như kích rễ này, bộ rễ khỏe, nhiều rễ con. Cái này dùng cho từ cây con đến cây trưởng thành đều được. Một hộp của này là nó sẽ có 20 gói các bạn, 25.000. Các bác về các bác chỉ việc bỏ ra và đặt trên miệng chậu thôi, nó thành một cái túi lọc ở đằng trong rồi. Hơn tháng mình sẽ thay một lần ạ. Ngoài ra thì kích rễ thì nhà em có Biodot này. Biodot này thì nó là hàng
tách chiết, hàng tách chiết của Mỹ, Biorot của Mỹ. Cái này là 70.000 lọ 100ml. N3M của Việt Nam thì N3M của Việt Nam thì là 25.000 lọ 100g, còn lọ 500g là 101 các bạn. Bộ ba của đầu trâu gồm có đầu trâu 501, 701, 701 và 901. Nó là thứ nhất là nảy chồi ra lá này, dùng cho mùa xuân này, rồi kích hoa này, rồi dưỡng hoa lâu tàn. Cái này là 25.000 một lọ các bạn. Đầu sản phẩm của đầu trâu thì cũng rất là tốt bởi vì nó là hàng Việt Nam chất lượng cao. Nó phân bón lá này, Anvin các bạn, Anvin là chị rỉ sắt đốm lá. Cái này thì nó là 40.000 ạ. Nano đồng cũng là 30.000. Sản phẩm của Gromo là 27.000 lọ 100g. Keo liền da là 47.000. Zinan ngoài ra thì em còn có phân Zinan, Zinan cho cây trưởng thành thì nó là 25.000 lọ 150g, còn lọ 1,25kg thì là 170 các bạn. Dùng lọ to thì nó tiết kiệm hơn rất là nhiều. Bộ tứ phân cả Úc thì gồm có Siso này, Power Fit này, Oral Home và Acerot. Thì cái này thì nó là 25.000 một lọ. Bộ tứ 4 lọ nó là 100.000. Phân tan chậm thì nhà em có phân chì, phân trắng, phân xanh Mỹ 140 này, trắng Nhật là 220, vàng Mỹ là 150, phân chì thì nó là 120. Ở phân rơi ạ, phân Ben 3 của Hùng Nguyễn. Ben 3 phân rơi hữu cơ Ben 3 là của Hùng Nguyễn, nó là phân rơi. Cái này thì hộp một hộp này là 5 lạng các bạn, 40.000. 40.000 một hộp 5 lạng. Đặc biệt phân rơi thì các bác trồng lan kiếm thì nó rất là hợp. Đối với lan kiếm thì nó bón phân rơi thì cây nó rất là thích luôn. Và đặc phân rơi thì nó rất là đậm đặc các bạn. Các bác bón thì để ý liều lượng của nó, không thì một số bác bảo là bón phân rơi nó bị đen đầu rễ. Mà thực ra nó là không phải, do mình bón quá liều thôi. Mình bón quá đi thì nó đậm đặc quá cho nên nó làm cho bị đen đầu rễ. Các bác phải bón riêng bón phân rơi mình phải để ý cái liều lượng của nó. Bởi vì phân rơi thì nó rất là đậm đặc luôn. Phân dinh dưỡng ạ, dinh dưỡng Ben 1 thì là 55.000 một hộp 1 cân. Ben bao, em có Ben bao 10 cân nó là 470.000. Siêu mập ki thì nó là cái này là 65.000 các bạn. Dưỡng chất AB là 75.000 một lọ. Dưỡng chất AB kích mầm chai này, rồi nhỏ những cái mắt, kể cả lan kiếm cũng như lan thân thòng đều nhỏ cái AB đều rất là tốt, lên rất là tốt và cái mầm của nó mập các bạn. Có ki di đỏ là 55, di xanh là 45. Đấy, ki di đỏ, ki di xanh, kích mầm này. Ri đỏ nó là bôi trực tiếp các bạn, còn ri xanh thì nó có thể pha phun. Dây buộc lan thì có cuộn màu xanh, cuộn này là 25.000 một, nó 50m các bạn. Chậu thì em có chậu E300 này. Chậu E300 và chậu E280. Chậu này thì chậu E300 thì đường kính miệng của nó được 22, cao 20. Hình như là cao 20, cao 22. 20. À 22 các bạn. Đường kính của nó là 22. Cao 22. E280 thì nó là E280 là 7.000 một cái. E300 thì là 9.000 một cái. Móc thì móc cái móc bọc nhựa này, có em có móc bọc nhựa thì có móc bọc nhựa 80 nó là 2.800 các bạn. Móc bọc nhựa 90 là 3.000. Bọc nhựa 90 thì hiện tại thì bọc nhựa 90 thì hiện tại thì em có ly nhỏ, còn có cái loại ly nhỏ cũng là 2.800, nó chỉ bé hơn một tí thôi. Kẽm thường 80 2.000, kẽm thường 90 là 3.000 các bạn. Còn chậu thì nhà em vẫn có đầy đủ các loại mẫu chậu. Mẫu chậu nan nhà em thì đều là mẫu chậu nan nhà em thì là chậu nhựa HD các bạn, nhựa HD, nhựa đẹp đấy. Có mẫu chậu bí này, mẫu chậu bí thì có phi 20 là 10.000, phi 25 nó là 12.000 và phi 30 thì nó là 16.000. Chậu bí này thì không có kèm lan phụ, rất là thích hợp để các bác trồng cái dòng lan đơn thân.
Còn chậu lan thẳng, chậu lan thẳng thì có phi 25 7.500 ạ. Phi 30 là 11.000. Phi 25 thì đo thực tế được có 23 thôi các bạn. Cái mẫu này thì cũng là nhựa HD nhưng mà cái thanh nhựa của nó nhỏ hơn so với mẫu sen và mẫu bí. Mẫu sen thì có phi 20 này. Mẫu sen thì có kèm lan phụ, phi 20 nó là 10.000 ạ, còn phi 25 là 13.000. Phi 30 nó là 21.000. Mẫu chậu đen các bạn. Mẫu chậu đen thì có mẫu chậu đen có phi 25. Đây mẫu chậu đen phi 25 10.000 ạ, còn phi 28. Phi 28 mẫu chậu to đấy. Cái này là 13.000 một cái. Vỏ thông có số 1, số 2 và số 3. Số 1 là giải mặt 9.000 một cân, số 2 này. Số 2 vỏ khá là mỏng các bạn, cái này 16.000 một cân. Số 3 thì dày và mài cạnh nó khá là đẹp, cái này là 17.000 một cân. Đá bọt là 18.000 ạ. Đá bọt thì các bác trồng lan kiếm cũng như là lan thân thòng thì đều rất là hợp lý. Với cả đá bọt thì các bác lo không lo bị mốc giá thể gì. Phân châu là 18.000 một cân. Đấy. Rêu sâu thì nhà em vẫn có các bác nhé. Rêu sâu là 10. Đây ạ, rêu sâu thì nhà em vẫn có đấy. Cái này là hàng loại 1 đấy các bạn. Hàng loại 1 40.000 một lạng. Rêu sâu. Các bác lấy bao nhiêu thì em gửi bấy nhiêu thôi. Tại vì cái rêu này nó khá là đắt. Hiện tại thì nhà em chỉ còn có rêu sâu các bạn. Tại vì còn rêu rừng thì không, rêu rừng nhà em trên em hình như là hết rêu rồi. Lưới thì nhà em có lưới đài các bạn. Lưới đài thì có khổ 2m 28.000. Khổ 2m là 2, có nghĩa là 2m dài đấy ạ. Khổ 3m là 40.000, khổ 4m là 55. Tức là khổ 4m là 55 là 4m vuông đấy, không là đo theo mét dài luôn. Còn chiều dài của nó thì các bác lấy bao nhiêu cũng được. Một cuộn của nó dài 30m 50m cơ. Thì các bác lấy bao nhiêu thì em cắt bấy nhiêu. Cái độ bền của lưới đài thì rất là bền các bạn, độ bền 5 10 năm cơ. Lưới đài nó là lưới đài của nhà em ấy thì nó là hàng dệt kim. Hàng dệt kim của Đài nhập khẩu từ Đài Loan về các bạn, hàng nhập khẩu không phải hàng liên doanh. Vâng, em cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ. Các bác mà cần những cái vật tư nào thì các bác liên hệ ủng hộ em. Cảm ơn tất cả các bác.